Ông bà ta có câu cái răng cái tóc là gốc con người, mà tóc mà đi theo combo vừa khô sơ gãy lộn mà còn có bạc sớm nữa thì đầu lắm. Hôm nay em sẽ mách với mọi người 7 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm và rụng tóc. Thứ nhất là rau chân vịt. Nó có rất nhiều sắt và vitamin, nguyên nhân hàng đầu gây rụng tóc là do thiếu sắt. Rau chân vịt giúp tóc khỏe, làm đen tóc. Thứ hai là cà rốt. Cà rốt rất nhiều beta carotene và vitamin giúp hỗ trợ tăng cường nang tóc. Thứ ba là trứng, cung cấp protein và biotin giúp bảo vệ các sợi tóc. Thứ tư là hạt óc chó. Đây là hạt duy nhất có chứa biotin và vitamin B giúp nuôi dưỡng da đầu và giúp giữ cho tóc khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa rụng tóc. Thứ năm là đậu lăng và các loại đậu chứa rất là nhiều protein, acid folic cung cấp oxy cho các nang lông. Thứ sáu là thịt gia cầm, kỹ năng ăn thịt trắng và bỏ da giúp tóc khỏe, cung cấp dưỡng chất cho da đầu. Thứ bảy là sữa chua giúp nuôi dưỡng chân tóc, kích mật tóc, giúp tóc khỏe mạnh hơn.